cái từ 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 đấy nó bị phân tâm. Tôi biết thằng bạn nhưng mà lỏng cũng cái gì đấy thôi. Anh cũng đâu cần lỏng đâu. Kho phải tập nhiều nữa lên. Nào, hướng dẫn mấy bài kho, bài bụng, bụng lưng nào. Bụng lưng, ờ. Bụng lưng hay tập bài gì? Nào, gập bụng, đá bụng. Nào, thử đi tập đi xem nào. Nhanh. Má chân à? Một. Hai. Rồi. À, bài tập bộ hay tập à? À, dưới đất hay lăn lộn bài gì? Dưới đất thì nhiều. Nhiều á? À, tập đi. Này, tập dưới đất xem nào. Kia, là kia cho rộng. Mỗi đấy. Từ mấy cái? 5 cái thôi, mỗi bài 5 cái. Làm tập chục bài được rồi. Tập đấy. À. Tập bài chục bài được rồi. À. Một. Đây, cuộn bụng rồi. Nhìn người rất dẻo, nhìn chưa? Nhìn cái lưng cuộn rất dẻo. Đấy. Cuộn hết luôn. Làm cực kỳ nhanh. Không tập chậm đâu. Lên sườn. Bởi vì tập tốc độ này nó tăng tính ổn định kho nhiều hơn. Tức là chuyển động của các vùng ấy, nó liên kết mạnh á. À, bài là lăn lưng đâu. Gập bụng rồi lăn qua lưng, gập lưng. À, lưng dưới à. Lưng, đùi, mông. Làm rất nhiều rep. Thường thường một bài bọn này làm như này nó rơi tầm 100 lần một lúc ấy. 50, 15, 100 lần một lúc ấy. Mỏi như người thôi mà vẫn phải làm. Em có gì đâu em hay làm. Lăn ra trước, lăn ra sau, lăn trước. Đấy, cuộn trên, cuộn lưng. Bởi vì thực ra trong bộ môn này cái lưng nó quan trọng lắm. Lưng dưới quan trọng hơn bụng nhiều. Bơi. Lăn trước ra sau. Lăn ngang. Lăn này. Lăn ngang này. Em là trẻ rồi, em trẻ con rồi. Chỉ để mỗi lưng với bụng chạm vào sàn này, không để chân, không để vai chạm. Không chạm vai, không chạm ngực. Không chạm chân. À, muốn tập được trồng chuối ổn định ấy, thì phải tập bài này. Muốn chuối tốt thì phải tập bài này. Nào, rút chuối nào. Sáng mày tập rồi, bây giờ anh vẫn phải dần cho mày thêm ít nữa. Nào, rút chuối. Sáng là 2 tổ 20 thôi. Sáng 2 tổ 20 à? Thế là ít. Thế thì nào. Rút chuối nào. Đây, quay ngang, quay ngang. Chưa rút hết sức à? Thế rút hết sức cho nào. Kỷ lục mày chắc được tầm 20 cái. Em chấp 3 đỡ được. Chấp 3 đỡ được. Thế đây, chấp 3 nhanh nữa nha. Chấp 3 lấy rút chuối. Nào, lên ạ. Nào, mắc thử một lần xem nào, cởi áo xem nào. Cho nó, cái vai nó ổn định hơn. Cởi áo ra. Mắc. Ờ, mắc thử xem nào. Lên. Một. 2 3 4 giữ chuối 6 7 phút nữa khác chứ. 6 này tập cơ cầu vai ác lắm ấy. 7 8
9 10 11 dưới đây 15 cái 12 thế nào 13 14 tiếp 15 thế nào 16 17 tiếp chân chưa chạm đất 18 nữa 19 25 cái vẫn được 20 21 22 23 kiểu này vẫn được 30 cái 24 25 30 thật đấy 26 27 tiếp là 28 tiếp là 29 vẫn tiếp được easy 30 nữa không? 31 32 32 10 phút rút chuối 33 34 40 35 35 cái được hả à. Tung tung thử tung ơi đi ngồi bộ đi đau lưng dưới tập bài gì đau lưng dưới tập bài gì đau lưng dưới thì ra thì mình sẽ có video về lưng dưới sau nhé. Những cái này nó khá là nhiều, cần nhiều kiến thức và nó cần nhiều bài tập chi tiết nhỏ ấy. Nên mình sẽ làm video sau. Ok, bây giờ cho anh em chiêm ngưỡng cái động tác rút chuối kỷ lục luôn nhá. 1 đếm nào anh em cùng đếm nào. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 rồi 14 anh em cổ vũ nào 4 15 15 rồi 16 16 rồi cố lên em để đoán bao nhiêu nào 17 anh em đoán bao nhiêu cái anh em comment đoán bao nhiêu nào 17 rồi 18 18 19 19 rồi
20, anh em comment đi, 20. Hai mốt rồi. Anh em xe đi nào. 21. 22. Anh em đoán bao nhiêu nào? 22. 22. 23. 23. Bố lên. 23. 24. 24. 24 rồi. 25. 25. 25. 26. 27. 27 rồi. 28. 28. 28 vẫn còn nhá, chưa, chân chưa đạp đất nhá. 29, chân chưa chạm đất nhá. 29 rồi. Chân chưa chạm đất nhá. 30. Chân chưa chạm đất. 30. 31. Cố lên. 31. 32. 32 rồi. Anh cho anh em comment lại lần nữa nào. Mắc bao nhiêu cái? 33. 33. 33. 34. 34 rồi. 35. 35 rồi. 36. 36. 37. Thì anh em buồn ngủ hết rồi. Chả thấy ai comment là anh em buồn ngủ hết rồi. Không phải. 38. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 41. Cho anh em đoán lại lần nữa. 41. Cho anh em đoán lại nữa. 42. 42. 42. 43. 43 nhá. Thanh niên này 2K3 nhá. 43. 44. 44. 44. 44 rồi. 45. 45. 45. 45. 46. 46, chân chưa chạm đất nhá. 46. 46 rồi. 47. 47. 47. 48. 48 rồi. 49. 49. 49 rồi. 50. 50. 51. Mình chỉ còn 3 cái mình chết rồi. 51. 52. 52. 53. 54. 54. Cố lên. 55. Ôi giời, 55 cái. Nào, cởi áo cho anh xem nào. 55 cái chưa? 55 cái.
À, lưng ra xoay ra lưng cho nào. Quay lưng đây. Đây, đây là lưng nhá. Nào quay mặt cho nào, lưng ấy. Quay ngược cái cho nào, quay mặt trước cho nào. Đây, đây là lưng. Rồi, đây là lưng các bạn. Anh em nhớ 5 5 cái nhá. À, mặt trước nó cho nào. Đây ngược đây. Vai đây, tay đây. Nói chung nó khá là gầy. Nó không to lắm đâu. Không to bằng cái anh ngồi kia đâu. Chỉ bằng nửa anh ngồi kia thôi. 5 5 cái nhá. 2 cái 3 nhá anh em nhá.